Liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu sẽ tiêu diệt phiến quân Hồi giáo. Nhưng mùa nghỉ lễ, Tổng thống Barack Obama đã đến thăm căn cứ quân sự Fort Dix và cảm ơn các binh sĩ vì hoạt động trên khắp thế giới. Ông cảnh báo về phiến quân quốc gia Hồi giáo, nói rằng liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu không cho phép nhóm khủng bố có chỗ ẩn náu an toàn và cuối cùng sẽ bị tiêu diệt. Trước mặt hàng trăm binh sĩ tại một nhà chứa phi cơ ở Fort Dix hôm thứ Hai, bên cạnh Tổng thống Obama là Thống đốc Cộng hòa Chris Christie, một ứng cử viên tiềm năng trong cuộc bầu cử 2016, một hành động được xem là ủng hộ binh sĩ Hoa Kỳ của lưỡng đảng. Tổng thống nói người Hoa Kỳ được tự do, an toàn và yên ổn ở nhà là nhờ vào các binh sĩ sẵn sàng phục vụ ở nước ngoài. Ông nói người Hoa Kỳ có thể bất đồng ý kiến và tranh luận về nhiều vấn đề khác nhau, nhưng đồng lòng và tự hào khi nhắc đến quân đội Hoa Kỳ. Ông nói liên minh ở Syria và Iraq do Hoa Kỳ dẫn đầu đạt được một số thành công trước phiến quân Hồi giáo, nhưng vẫn chưa thể buộc chúng rút ra khỏi vùng đất rộng lớn ở Iraq mà chúng chiếm được vào mùa hè. Ông nói cuộc chiến tại Afghanistan đang tiến đến một kết cục có trách nhiệm, nhưng lưu ý Afghanistan vẫn là nơi rất nguy hiểm. Fort Dix thuộc tiểu bang New Jersey là nơi bay đi cũng như là nơi quay về của các binh sĩ mọi binh chủng phục vụ tại Afghanistan.